Một cái cối sâu lòng rất lý tưởng các bạn. Tôi mua cái này ở bên Thái Lan 4-5 năm trước đi sang nơi, đi đường bộ. Và lúc về thì có mang theo về được. Cái lòng của nó 9,5 chiều cao, cm, toàn bộ chiều ngang 130. Cái này thợ Việt Nam thừa sức làm nhưng chả có ông thợ nào đá nào nghĩ ra cái làm cái cối này của Việt Nam để chúng tôi đàn bà vào bếp được sử dụng. Cái chày này tôi cũng phải mang ở Miến Điện về này các bạn này, rất là khổ. Người Việt Nam mình chẳng làm được cái chày như này, sao nó giáp này, cầm nó bám tay này, nó không cần trơn nhá. Của Thái Lan họ cũng có cái bộ cái chày này đi kèm theo nhưng nó trơn và nó hơi bé. Thế chúng tôi sử dụng cái chày của Miến Điện đây, rất là tiện. Bây giờ chúng tôi muốn phổ biến cho đồng bào hoặc là muốn đặt thợ của Việt Nam làm cái này để cho các bà nội trợ vào bếp có cái rất tiện các bạn. Toàn bộ cái này nặng xem là bao nhiêu cân nhá. Cái này nó hơn 2 cân. Đấy, khoảng 2 cân 2. Đấy, hơi... Đó. Thì cái một tay mình cầm rất là dễ. Còn những cối đá khác của Việt Nam thì có thể là bằng nhẹ hơn hoặc là nặng hơn tí. Nhưng cái vấn đề là dã cái gì vào trong này, bắn tung ra ngoài. Đấy, còn cái này chúng tôi có thể dã cái đậu gà để làm món chả đậu gà hoặc giã một số thứ thì nó không bị bắn ra, nó khum lòng mà trong này nó khum cong này này các bạn này. Rất là tiện. Là bây giờ là chúng tôi cần mua cái gì của Mỹ với lại của Nhật rất là dễ, đường dây nó thông. Thế nhưng mà Thái Lan thì để không biết, muốn đặt mua cái này cho học viên hoặc là cho cái cửa hàng này để phổ biến cho bà con mà chả biết đặt ở đâu, ai biết thì bảo với.